Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường khẳng định, Đà Nẵng xác định hội nhập, kết nối với khu vực và thế giới là một trong những cách hiệu quả để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh. Và Nhật Bản chính là một trong những thị trường tiềm năng có thể đáp ứng những nguồn lực tăng trưởng mà Đà Nẵng cần. Hiện Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố, với hơn 1,14 tỷ đô la Mỹ cho 261 dự án. Hầu hết các dự án hoạt động tốt, đóng góp tích cực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh. Trong lĩnh vực du lịch, lượng du khách Nhật đến Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2019 tăng sấp xỉ 22 lần. Tính riêng năm 2023, khách du lịch Nhật Bản nằm trong top 10 thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Ngoài ra, dấu ấn Nhật Bản cũng in đậm trong các lĩnh vực giáo dục, viện trợ phi chính phủ, lao động, văn hóa tại thành phố Đà Nẵng, với nhiều kết quả rất tích cực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh. Thưa quý vị, hội nghị gặp gỡ Đà Nẵng-Nhật Bản triển vọng hợp tác Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản sau khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được tổ chức nhằm mục đích kết nối hợp tác, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ thông tin, điện tử, vi mạch và bán dẫn, xúc tiến hợp tác nguồn nhân lực giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản. Đây là những lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng là lĩnh vực thế mạnh đầy tiềm năng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản. Tôi hy vọng rằng hội nghị sẽ cung cấp đến quý vị nhiều thông tin bổ ích hơn nữa, qua đó kêu gọi kết nối được các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp mới đầu tư vào thành phố Đà Nẵng đầy tiềm năng của chúng tôi. Chia sẻ tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định về triển vọng hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản sau khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Năm nay đánh dấu năm bản lề, năm đầu tiên trong chặng đường 50 năm tiếp theo của mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam. Và điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải cụ thể hóa các hoạt động hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực dựa trên nền tảng của mối quan hệ có thể nói là hiện đang tốt đẹp nhất giữa Nhật Bản và Việt Nam. Với ý nghĩa đó, chủ đề của sự kiện ngày hôm nay rất phù hợp và mang tính thời sự. Việt Nam là quốc gia được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa thích thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ và là quốc gia mà các doanh nghiệp Nhật Bản có ý định mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Những năm gần đây, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư mới vào lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin. Tôi cho rằng điều này sẽ góp phần to lớn vào việc đạt được mục tiêu phát triển dài hạn của Đà Nẵng là trở thành trung tâm ở Đông Nam Á không chỉ về du lịch mà còn về lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin. Hội nghị tập trung vào hai chuyên đề: kết nối hợp tác, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ thông tin, điện tử, vi mạch và bán dẫn, xúc tiến hợp tác nguồn nhân lực Đà Nẵng Nhật Bản, qua đó làm rõ hơn môi trường chính sách đầu tư của Đà Nẵng, xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhu cầu đầu tư hợp tác của Đà Nẵng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, cơ hội hợp tác cung ứng nguồn lao động làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng và tại Nhật Bản, nhu cầu nguồn nhân lực từ phía thành phố Đà Nẵng, vân vân.